Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Nằm một lúc khá lâu, Thông bỗng nghe bên kia vách. Khuyên vặn nút, tắt radio, anh đoán nàng cũng đi ngủ. Nhưng ngay sau đó anh nghe tiếng chân, tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở từ từ. Rồi chỉ một phút sau có tiếng gõ cửa nhà anh. Thông hồi hộp vén mùng chạy lao ra, quên cả xỏ dép. Anh tháo then cài, mở hé cánh cửa và ráo rác nhìn hai bên, sợ có người thấy Khuyên sang thăm anh vào giờ này. Trăng thượng tuần rất yếu, không đủ soi rõ mặt người. Khuyên vừa lách vào và khẽ hỏi: Anh ngủ chưa? Thông cũng đáp thật nhỏ: Chưa. Chị cần gì mà sang tôi khuya thế này? Để tôi thắp đèn lên đã. Khuyên gạt đi: Thắp đèn làm gì? Em cần nói chuyện với anh thôi. Dứt lời, nàng đưa tay khép cửa rồi kéo Thông lại giường. Chân nàng vấp phải cái ghế đầu, nhưng nàng không thấy đau, chỉ có Thông tái mặt sợ hãi vì tiếng động vang lên trong bóng tối. Khuyên tự động vén mùng chui vào giường và nằm xích vô để nhường chỗ cho Thông. Tiếng nan tre kêu lên răng rắc như sắp gãy. Thông ngần ngại đứng nhìn, không dám leo lên. Đời anh chưa gặp tình huống này bao giờ, chưa nằm bên cạnh một người đàn bà lần nào, cho nên anh thấy hành vi ấy ghê gớm quá. Khuyên phải lên tiếng: Lên đi anh, lên nằm nói chuyện với em này. Thông quay ra khóa cửa. Anh cẩn thận ghé mắt nhìn ra con đường vắng trước mặt xem có ai rình rập hay không, rồi mới cài then ngang và lững thững trở vào. Anh đứng lưỡng lự một lúc khá lâu bên cạnh giường trước khi miễn cưỡng leo lên. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, tim đập thình thịch, ú ớ hỏi Khuyên: Nhỡ có ai nom thấy thì làm thế nào? Khuyên cũng đang hồi hộp không kém, nhưng nàng mạnh dạn trấn an: Trời tối như mực, làm gì có ai chung quanh mà thấy với chả thấy. Anh này chỉ lo hão không à, lên đây. Hai người cùng nằm yên giữ một khoảng cách khá xa, không đụng chạm vào người nhau. Với Khuyên, cứ nằm không như thế này cũng đã đủ cho nàng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần tiến thêm bước nào nữa. Thông cũng thấy thích lắm, nhưng mãnh lực tôn giáo trong đầu anh cứ bắt anh phải giằng co suy nghĩ. Anh tự hỏi, nằm xuông bên cạnh Khuyên như thế này có phải là một tội nặng đối với Chúa hay không? Nếu là tội nặng thì nay mai anh sẽ phải đi xưng tội. Anh hình dung ra nét mặt nghiêm khắc của cha Xuân khi anh thú nhận chuyện này trong tòa giải tội. Chỉ mới nghĩ đến đó, anh đã thấy rùng mình và giảm đi rất nhiều hứng thú. Từ đó anh lại sực nhớ đến chuyện tình của thầy Phán và Mai. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh cô học trò cũ với tấm thân nõn nà đêm nào Thông đã nhìn thấy ngồi trên lòng thầy Phán, chỉ mặc có mỗi cái áo trắng ngắn cũn cỡn đến lưng. Tiếng Khuyên bên cạnh cắt đứt dòng tư tưởng của Thông: Sao không nói gì với em hết vậy?
Thông giật mình gượng cười trong bóng tối và lần đầu tiên đổi cách xưng hô. Em bảo anh lên nằm nói chuyện với em. Chuyện gì nào? Từ nãy đến giờ em cũng có nói gì đâu. Quyên thấy trong tim chan hòa hạnh phúc. Tuy vậy nàng vẫn nằm yên không nhích lại gần Thông. Nàng thủ thỉ. Em được nằm bên anh như thế này là em sung sướng lắm rồi. Chả cần phải nói gì hết. Sợ Thông hiểu lầm, Quyên vội tiếp. Tối nào anh cũng cho em sang nằm như thế này nhé. Một lát thôi, rồi em về ngủ. Thông nửa đùa, nửa thật hỏi. Nằm như thế này có tội không em? Có phải đi xưng tội không? Quyên cười khúc khích. Em cũng chả biết nữa. Nhưng nếu phải xưng tội thì chả nhẽ ngày nào cũng xưng. Chả nghèo mãi cũng chán. Vừa dứt lời thì ngoài đường, giữa không gian vắng lặng, chợt vang lên những tiếng nói cười thật hồn nhiên, mỗi lúc một rõ hơn. Thông bừng tỉnh, choàng mở mắt và như bị một phản ứng tự nhiên của kẻ phạm tội. Thông ngồi bật dậy. Anh vừa nhận ra giọng nói quen thuộc của lũ con gái, đa số là học trò của anh trong xóm đạo. Giờ này chúng nó mới đi tập hát về. Công việc dạy hát trước đây vẫn do Thông một mình đảm trách, mãi đến đầu năm nay Thông huấn luyện được một người phụ tá để giúp anh giảm bớt phần nào thời khóa biểu vốn đã quá bận rộn của anh. Anh rón rén tiết lại cửa sổ, ghé mắt trông ra. Anh thấy lũ con gái nhất loạt quay đầu nhìn vào nhà anh. Có đứa nói bâng quơ. Thầy Thông hôm nay đi nghỉ sớm thế chúng mày nhỉ? Nhà tắt đèn tối om à? Bình thường thầy hay thức khuya đọc sách. Chắc hôm nay thầy mệt đấy. Đứa khác lại lên tiếng. Hay là thầy đi vắng? Ừ đúng rồi, thầy còn đọc kinh trên nhà thờ ấy. Lúc nãy cả nhà thờ về hết, tao vẫn thấy thầy còn quỳ lại một mình. Bố tao bảo à, thầy định đi tu. Những lời bình phẩm chứa đựng sự kính nể của đám học trò dành cho Thông khiến anh cảm thấy hết sức nhức nhối. Chỉ nay mai, khi chuyện gian díu giữa anh và Quyên bùng nổ ra, những bộ óc ngây thơ kia sẽ nghĩ sao về anh? Những bậc phụ huynh vốn đặt trọn niềm tin ở anh sẽ thất vọng đến chừng nào? Chờ đám trẻ đi khá xa, anh mới lầm lỗi quay vào. Quyên vẫn ngồi trên giường, vén mùng thò đầu ra gọi nhỏ. Vào đây anh, lên đây với em này, để ý chúng nó làm gì? Thông cua tay tìm hộp diêm trên bàn, châm lửa thắp đèn và vặn nhỏ xuống. Anh ngồi xuống ghế và bảo. Không được em ạ, chú phạt chết. Quyên nén tiếng thở dài chui ra, nàng xỏ dép đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Nàng tháo then cài và nói. Thôi, anh ngủ đi, em về. Thông và Quyên qua lại với nhau rất thường xuyên, yêu thương gắn bó như vợ chồng. Nghe lời Quyên, Thông mở một cái cửa nhỏ bức vách ngăn đôi hai nhà. Đêm đêm, Quyên lách mình chui qua nằm với Thông, mà người ngoài không thể nào biết được. Buổi sáng, khi chuông nhà thờ báo thức lần thứ nhất, nàng lồm cồm bò dậy và chui về, khép cửa lại. Quyên thấy cứ sống như thế này cũng thần tiên lắm rồi, không cần phải tiến xa hơn. Nàng đổi ý không nhắc Thông xin cha làm phép cưới nữa. Nàng ăn diện trải chuốt, may thêm mấy cái áo mới mà chả ai ngờ vực gì cả, bởi vì nàng là chủ quầy bán vải. Buổi chiều ở chợ về, nàng mua thêm thức ăn, quà bánh và lắm hôm nấu cơm dọn sẵn lên bàn chờ Thông, y như nàng dáng kiều từ trong tranh hiện ra
chăm sóc Tú Uyên trong chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Nhưng ở đời chẳng có chuyện tình vụng trộm nào giấu mãi được thiên hạ. Một sáng chủ nhật, cha Xuân sai người xuống gọi Thông lên văn phòng, nói là có việc cần. Việc cha xứ đòi gặp Thông là chuyện thường, bởi cha vẫn hay giao các công tác tôn giáo trong trại cho anh, nên Thông hân hoan chạy lên ngay, không một chút lo ngại. Thông bước lên thềm ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu. Cửa phòng cha Xuân lúc nào cũng mở rộng, nhưng có tấm mảnh trúc đong đưa theo cơn gió nhẹ. Thông đứng chờ vài phút thì ông bõ già từ trong vườn chuối đi ra bảo anh. Thầy gõ cửa đi, cha đang đợi thầy đấy. Thông gật đầu nói cảm ơn, nhưng anh chưa kịp gõ cửa thì chính cha Xuân đã vén mảnh thò đầu ra và bảo. Vào đây. Mặt cha bẩm sinh đã khắc khổ, quanh năm không thấy nụ cười. Giờ này lại càng nghiêm nghị hơn, nhưng Thông quen rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên. Thông cúi đầu chào. Lạy cha. Rồi anh theo cha vào phòng khách, đứng lóng ngóng hai tay chấp trước bụng. Cha không nói gì, không mời Thông ngồi, lặng lẽ khép hết các cửa, rồi bước lại sau bàn viết, ngồi xuống cái ghế gỗ to như ghế hớt tóc mà một ông thợ mộc trong trại vừa đóng tặng. Giờ này thì Thông mới bắt đầu hoang mang. Nói chuyện với Thông, việc gì cha phải đóng cửa? Cha ngẩng lên bảo Thông. Thầy có biết tôi gọi thầy lên đây để làm gì không? Thông thành thật đáp. Trình cha chắc cha chỉ thị về việc tổ chức lễ thánh bổn mạng ạ. Trình cha con đã chuẩn bị sẵn cả rồi ạ. Mặt cha Xuân bỗng cau lại, những đường rãnh ưu tư hiện rõ trên trán và giọng nói bất chợt gay gắt. Tôi tin tưởng thầy là người đạo đức, giao hết công việc nhà xứ, việc giáo dục cho thầy. Thế mà thầy đổ đốn, làm gương mồ gương xấu cho bao nhiêu người. Người ta là đàn bà đã có chồng, thầy dám đi ngang về tắt, không còn giữ phép đạo, không biết xấu hổ. Tôi hết sức thất vọng vì thầy. Cha bỏ dở câu nói, xô cái ghế đứng dậy, sắc mặt đỏ hừng hừng và hai bàn tay run run nắm lại. Trong thâm sâu, cha cảm thấy đau lòng vì đã để mất một con chiên. Cha không chu toàn được nhiệm vụ thiêng liêng của cha là giữ gìn giáo dân sống đời đạo đức, hợp với ý Chúa. Cùng một tội phạm này, nếu không phải là Thông mà là bất cứ người nào khác, thì chắc chắn cha đã bắt nằm xuống đánh ít nhất là 10 roi và ra lệnh cho quỳ ở sân nhà thờ để làm gương cho cả trại. Nể Thông lắm, cha mới dằn cơn giận và chỉ lớn tiếng trách móc mà thôi. Cha đứng thở một lúc rồi ngẩng lên nói tiếp. Thầy là người có ăn học, hàng ngày đọc sách thánh, tại sao thầy lại u tối như vậy? Thông không biết trả lời thế nào. Anh đang phân vân tự hỏi, chuyện gian díu giữa anh và Quyên kín như thế, khoét vách trong nhà, chui sang nằm với nhau, mà tại sao cũng có người biết để khai với cha Xuân? Cái thế giới trại định cư nhỏ hẹp quá, không ai giấu được ai chuyện gì. Thông ú ớ đáp. Bẩm cha, con với cô Quyên quen nhau cũng chỉ là tình hàng xóm thôi đấy ạ, chứ thưa cha có gì đâu ạ. Cha Xuân đập bàn quát lên. Thầy còn dám nói dối tôi nữa hay sao? Rồi cha chỉ mặt Thông hầm hầm ra lệnh. Từ nay phải dứt hẳn, nếu còn tái phạm thì tôi sẽ rút khắp thông cộng. Tôi kỳ cho thầy nội ngày mai phải dọn hết đồ đạc thầy lên ở trên này với tôi. Tôi cho thầy ở tạm gian nhà cũ của ông Phán, nếu không có phép của tôi. Cấm không được lai vãng về giới nữa. Phải xa lánh con quỷ, kẻo xa chức cám dỗ mà mất linh hồn. Thông khổ sở toan lên tiếng phân trần, nhưng cha tiến lại mở cửa và đuổi anh ra. Cha bảo, đi về dọn nhà, có cần người phụ giúp thì cho tôi biết, tôi sẽ cho bõ giả xuống, hoặc là gọi học sinh chúng nó đến khênh hộ. Thông cúi đầu bước lui ra hè. Cha Xuân đóng sập cửa lại, không cần biết phản ứng của Thông thế nào. Thời này, các cha vẫn là những vị quan với quyền uy tối thượng, chỉ nói cho người ta nghe, chứ không cần nghe những gì người ta nói. Và lối hành xử ấy được mọi người chấp nhận một cách tự nhiên, không ai thắc mắc gì cả.
Thông về đến nhà, ngồi thừa người suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn quanh, sân trước vườn sau, từng góc cạnh của giang sơn thân ái mà anh đã dày công vun đắp mấy năm nay. Đồ đạc thì anh chẳng có bao nhiêu, nhưng anh không muốn rời khỏi căn nhà này. Nó chứa đựng nhiều kỷ niệm quá, bỏ đi không đành. Huống chi lên ở chung với cha xứ, còn gì là tự do nữa. Anh lững thững ra vườn, ngồi dưới giàn mướp, nhìn đàn gà con tíu tít kiếm ăn bên cạnh. Anh thở dài, chớp mắt ngó sang nhà Quyên. Chiều nay Quyên ở chợ về, anh sẽ báo cho Quyên biết chuyện tình hai người đã đến tai cha xứ và từ nay không còn được gặp nhau nữa. Anh mường tượng trước là Quyên sẽ khóc hết nước mắt. Buổi chiều Quyên gánh hàng về, thấy Thông vẫn ngồi buồn giữa sân. Nàng đặt hai thúng vải xuống, đứng trên hè cầm nón quạt lia lịa, rồi mỉm cười bảo Thông. Có bánh gai ngon lắm, em biết là anh thích nên em mua nguyên cả chục đây này. Thông ngước lên cười và nói nhỏ. Cất hàng vào nhà đi, anh có chuyện cần nói với em. Dứt lời anh đứng dậy mệt mỏi đi vào. Quyên bưng hai thúng vải vô nhà rồi chạy ngay sang gặp Thông. Mặt Thông hôm nay biến sắc, chắc là có chuyện gì không vui. Nàng ưu tư hỏi. Có việc gì thế? Hay là anh đói thì để em thổi cơm, ăn tạm cả bánh gai đã. Thông buồn rầu kể hết đầu đuôi của gặp gỡ. Bữa nay với cha Xuân, nhấn mạnh đến cái chỉ thị của cha cấm anh từ nay không được gặp Quyên. Và để bảo đảm sự ngăn cách đó, anh phải dọn lên nhà xứ, coi như đặt dưới sự quản chế trực tiếp của cha Xuân. Thông kết luận. Cha bảo là nếu anh còn gặp em thì cha sẽ rút phép thông công. Quyên ngồi phịch xuống ghế quăng cái nón bên cạnh rồi trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Đối với mọi người công giáo, cái hình phạt lớn lao nhất khi còn sống là bị rút phép thông công. Có nghĩa là không còn được tham dự bất cứ nghi thức nào của giáo hội, coi như đứa con lạc bầy, lách thoát ra khỏi đàn chiên của Chúa. Nói chung thì đó là kẻ bỏ đạo hay phản đạo. Khá lâu Quyên mới lau nước mắt ngẩng lên hỏi Thông. Anh tính sao bây giờ? Thông thở dài. Thì anh phải nghe lời cha chứ còn biết tính cái gì nữa. Quyên đứng dậy. Thông tưởng nàng bỏ về, hóa ra nàng ngồi bệt xuống nhà, ngay trên nền đất, và nước mắt lại trào ra. Nàng não nề hỏi Thông. Anh nhất định bỏ em à? Thông đau đớn gật đầu. Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, cha đã cấm thì cãi thế nào được. Quyên khoanh tay đặt trên hai đầu gối, gục mặt xuống và từ đó không nói nữa. Một lúc sau nàng đứng dậy cầm cái nón bước về. Thông lại ra cửa ngồi trên bậc thềm nhìn quanh khu sân nhỏ và mảnh vườn xanh tốt của anh. Đêm nay là đêm cuối cùng anh ở lại đây. Ngày mai gian nhà của anh sẽ trở thành vô chủ, y như hàng trăm căn khác hiện bỏ trống trong trại này. Nếu biết có ngày hôm nay thì thà rằng anh đã nhập vào đoàn người đi lập nghiệp ở cái sắn cho xong. Trước mắt Thông, trời bắt đầu nhá nhem tối. Anh uể oải đứng dậy ra mở cửa chuồng gà, rồi ra giếng múc nước tắm. Bỗng có tiếng nói quen quen từ ngoài đường vang lên. Cô Quyên có nhà không? Thông giật mình quay lại và nhận ra là bà quản vọng, vội gật đầu chào. Bà quản tìm cô Quyên à? Vâng, cô ấy có nhà đấy ạ. Cùng với câu nói ấy, Thông đoán ngay là đến lượt Quyên được lệnh lên trình diện cha Xuân, mà sứ giả của cha, bà quản vọng nhanh nhẹn kia chắc chắn cũng đã rõ câu chuyện của Thông, cho nên nét mặt bà hôm nay đổi khác lắm. Từ ngày về đây, bà vốn rất nể Thông vì phong độ trí thức, lại cùng với bà gánh vác việc nhà Chúa, họp hành luôn luôn có nhau. Thế mà hôm nay, bà nhìn Thông bằng ánh mắt nhạt nhẽo, có pha chút giận hờn, chỉ vì Thông yêu lầm một người phụ nữ đã có chồng. Thông nhớ cái ngày cô Mai, người yêu của thầy Phán, bị xé quần áo bên cạnh nhà thờ. Chính bà quản vọng đã đứng chỉ huy và hò hét các bà chung quanh. Dĩ nhiên bà không cảm thấy việc đó sai quấy, mà trái lại, bà rất sáng suốt cho rằng bà làm điều đó chỉ vì đạo.
Bà khẽ gật đầu chào Thông rồi nghênh ngang bước lên thềm, đứng trước cửa nhà Quyên, dõng dạc nói. Cô Quyên! Cô Quyên đâu? Cha gọi, nhanh nhanh lên! Từ trong nhà, Quyên hỏi vọng ra. Cha nào hả bà? Bà quản gằn giọng mắng. Cha chính xứ chứ còn cha nào nữa. Chỉ được cái giả vờ là giỏi. Quyên bực lắm nhưng không dám tỏ thái độ. Nàng nói lớn. Vâng vâng, bà cứ về trước đi. Cháu thay quần áo rồi cháu lên ngay. Bà quản quay ra dặn thêm một câu. Này, dẫn dẫn tay lên một tí nhá. Đừng để cha chờ, cha quở tôi đấy. Rồi bà bước xuống sân, vừa đi vừa bình phẩm. Rồi, sảy cha còn chú, sảy mẹ thì còn gì. Ở với gì, cả nhà đạo đức như thế mà không ở. Một thân một mình đòi dẫn xác ra ở riêng để hú hí cho nó tự do. Còn cái chúa mà cứ ý như con cái ma quỷ. Bà đi thẳng ra cổng không thèm chào Thông. Cái cử chỉ lạnh nhạt cùng những lời đay nghiến bà vừa phun ra tất nhiên không phải chỉ để dành riêng cho Quyên, mà bà muốn ám chỉ cả Thông nữa. Thông cúi gầm mặt, nắm chặt bàn tay và hai hàm răng nghiến lại. Cũng như Quyên, anh tức lắm nhưng mà cảm tội lỗi làm anh không nói được. Bà quản đi rồi, Thông tiến lại trước cửa buồng Quyên, đứng đợi trên thềm. Khoảng 10 phút sau thì Quyên bước ra, áo dài trắng, quần đen, giống như hình ảnh một nữ sinh. Thông đón ở cửa và buồn rầu nói nhỏ. Em lên xem cha bảo gì, giờ về thì mình tính. Quyên vừa khép cửa vừa giận dỗi đáp. Tính cái gì mà tính nữa? Mấy tháng nay ở bên cạnh em, anh nói hay lắm. Nào là sẽ trình cha, sẽ thuyết phục cha hủy bỏ phép hôn phối cho em. Hôm nay anh gặp cha có mấy phút, về cứ nhất định đòi lên nhà xứ ở, bỏ em. Thôi thôi thôi, phận ai người nấy lo, từ nay đừng có hỏi han gì đến em nữa. Dứt lời, Quyên quay ra lối hông và bước đi giữa vườn sắn tùm. Thông thở dài trở lại ngồi trên bậc cửa. Quyên nói đúng, chính anh từ sáng đến giờ cũng đã giận mình nhiều phen vì để cha Xuân trấn áp một cách quá dễ dàng. Bao nhiêu lý luận Thông đã sắp sẵn trong đầu từ khi quen Quyên, bao nhiêu lời Chúa anh đã nhẩm đọc thật kỹ trong Kinh Thánh, chỉ chờ cơ hội để tranh luận với cha Xuân. Thế mà khi đối diện, cha chỉ nạt có một hai câu, anh câm họng không nói được, lặng lẽ chấp hành mọi mệnh lệnh. Anh biết Quyên thất vọng về anh lắm, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh. Anh phản ứng không kịp, anh thẫn thờ đứng dậy đi vào nhà. Trời đã tối hẳn, muỗi bắt đầu vo ve. Nhưng anh chán nản không buồn thắp đèn, cứ để nguyên quần áo, lên giường nằm gác tay lên trán. Mấy tiếng đồng hồ sau, Quyên từ nhà xứ lảo đảo trở về. Nghe tiếng lạch cạch bên nhà nàng, Thông đang nằm vùng bật dậy chạy sang hỏi dồn vài câu. Quyên không nói gì, chỉ sụt sùi khóc. Nàng châm đèn rồi vào khuất bên trong tấm màn vải để thay áo. Thông đứng lóng ngóng giữa nhà, không biết làm gì mà cũng chẳng biết nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Phía sau bức màn, anh thấy Quyên vắt chiếc áo dài trắng lên sợi dây căng ngang suốt chiều dọc của căn nhà, rồi một phút sau trở ra với cái áo cánh trắng mỏng. Nàng lên giường nằm úp xuống và tiếp tục khóc. Thông rón rén đến bên cạnh, ngồi ghé xuống và bạo dạn đặt bàn tay lên lưng Quyên. Nàng khẽ co người lại, Thông đứng dậy ra khép cửa, cài then cẩn thận, rồi trở vào bưng cây đèn lại, đặt trên cái đôn ở sát đầu giường. Anh ngồi xuống chỗ cũ và một lần nữa đặt bàn tay lên lưng Quyên, ngay phía trên cặp quần. Quyên kêu lên nho nhỏ ra vẻ đau đớn lắm. Bấy giờ Thông mới sực đoán là nàng bị cha Xuân đánh đòn. Thông bưng đèn lại gần sát mép giường rồi vén vạt áo Quyên lên, đồng thời kéo cặp quần nàng xuống trễ một chút. Anh nhận ra trên làn da trắng mịn có những vết roi nhỏ nổi hẳn lên như sắp bật máu. Anh thấy não lòng muốn khóc
Việc cha xứ dạy dỗ con chiên bằng roi bằng vọt là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay chưa bao giờ làm anh mảy may oán vọng, vì anh coi là một điều rất tự nhiên và hợp lý. Như chính anh lâu lâu vẫn đánh những đứa học trò lười biếng và ngỗ nghịch trong lớp. Nhưng hôm nay anh thấy có cái gì không đúng khi cha xử phạt Quyên. Cha đã mắng anh, đã bắt anh dọn lên nhà xứ để cách biệt Quyên, và anh đã chấp nhận biện pháp chia lìa đó, thì tại sao cha lại còn đánh Quyên? Anh nén tiếng thở dài và tự trách mình là đầu dây, mối nhợ gây nên những ngọn roi trừng phạt của cha Xuân. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy lấy cái khăn bông lên dây phơi, mang ra nhúng nước, vắt khô và gấp lại. Anh trở vào, lưỡng lự một chút rồi kéo hẳn quần Quyên xuống gần tới đầu gối và đặt cái khăn ướt lên ngang mông nàng. Quyên làm bộ nhăn mặt suýt xoa, rên lên khe khẽ, nhưng thật ra nàng không thấy đau chút nào cả. Nàng úp mặt xuống gối mỉm cười. Nàng thầm cảm ơn cha Xuân đã đánh nàng mấy roi để tạo cơ hội cho nàng gắn bó với Thông. Nếu không có những ngọn roi này thì biết đời nào Thông mới dám cởi quần nàng. Thông vói tay vặn nhỏ ngọn đèn rồi nhoài người nằm xuống. Quyên khẽ nhích vào nhường chỗ, mặt nàng vẫn quay về phía bên kia. Trong nỗi thất vọng tái tê, Thông buột miệng than: "Ôi giời, đến phải bỏ xứ mà đi mất thôi. Ở như thế này thì ở làm sao được." Quyên trở về thực tại, từ từ ngẩng đầu lên rồi quay về phía Thông và nói khích: "Ngày mai anh dọn lên ở trên nhà cha xứ với các cha. Chứ anh với em không gặp nhau nữa là xong việc chứ, việc gì phải bỏ xứ mà đi. Mà anh chẳng cần dọn lên nhà xứ làm gì nữa. Em sẽ đi. Chờ vài hôm nữa đó, vết thương lành hẳn, em đi liền đó. Em đi để anh đừng có bận lòng nữa, để các cha khỏi mất một con chiên ngoan đạo là anh." Giọng nói run run đẫm lệ của Quyên làm Thông chịu không nổi. Chuyện tình nào thì cũng do từ hai phía, nếu có lỗi thì cả hai cùng có lỗi. Chẳng lẽ anh bỏ mặc để mình Quyên phải bỏ chạy ra đi? Thông hung lên nắm bàn tay nói: "Anh không lên nhà xứ, anh có đi tu đâu mà phải lên ở với các cha. Anh sẽ nói chuyện với các cha. Anh xin lỗi em, sáng nay vì cha gọi đột ngột anh không chuẩn bị. Anh cứ tưởng là cha cho gọi lên để bàn việc tổ chức lễ Thánh Giuse, nên lúc cha mắng anh bị bất ngờ không cãi được. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy anh cứ ở lì dưới này xem cha làm gì. Nhà này chính phủ cấp cho anh, việc gì anh phải dọn đi." Quyên mừng rỡ đốc thêm: "Nằm bên em thì bao giờ em cũng thấy anh nói mạnh hết á." Thông ngượng ngùng chống chế: "Thì đã bảo là sáng nay bị bất ngờ mà lại chuyện xảy ra nhanh quá, anh phản ứng không kịp. Chứ bây giờ mà cha gọi anh lên lần nữa thì nhất định là anh phải trình bày hết đầu đuôi cho cha nghe." Quyên vẫn nhìn Thông ngờ vực: "Anh cứ nhớ lấy lời em nhé, chỉ sợ gặp cha lại tắc tị, không dám thở." Rồi nàng ngóc đầu dậy và bảo Thông: "Em khát nước quá, anh lấy nước sôi trong phích pha giùm em một cốc nước còn nụ vối á. Em gói trong tờ giấy báo á, đây này, ngay cái đầu bàn đó." Thông ngồi dậy và bảo: "Bên anh còn nước đấy, có sẵn không phải pha, để anh chạy về lấy sang đây cho em." Thông đi nhanh ra mở cửa, vừa đặt chân ra thềm, anh bỗng giật mình sừng sốt, vì trong bóng tối bên hông nhà Quyên, khuất giữa đám cây cối tùm, nhất loạt vang lên những tiếng sột soạt, rồi tiếng bước chân của cả chục người kéo nhau ù té bỏ chạy. Anh lao ra đầu hè nhìn theo, dưới ánh trăng mờ, anh nhận ra một lũ trẻ khá đông đang túa ra nhiều hướng, luồn lách trong vườn sắn và dẫm đạp lên những luống lang mới trồng của Quyên. Anh giận ứ lên tới cổ. Bà quản vọng chắc hẳn đã rêu rao bản tin hấp dẫn về Thông, và nhất là chuyện Quyên bị cha Xuân đánh năm roi về tội ngoại tình, nên trẻ con mới tò mò kéo đến núp đầy ở ngoài hiên trông vào. Chúng tập trung từ lúc nào dĩ nhiên Thông không biết. Cũng có thể chính bà quản đã sai chúng tới đây rình rập để về báo cáo chi tiết cho bà biết mà trình tra. Lũ trẻ thì vốn thích nghịch ngợm và hiếu kỳ, bà chẳng cần bảo chúng cũng tự ý rủ nhau theo dõi, huống chi bây giờ lại được bà khuyến khích. Đã có những đám cưới trong trại, đêm tân hôn hai vợ chồng nằm với nhau lần đầu bị chúng vạch cửa sổ hoặc gỡ mái tranh nhìn vào. Gặp những căn buồng kín đáo quá không cách nào nhìn được thì chúng đứng xa xa, lấy đất ném lên nóc nhà để chọc ghẹo
và để nhắc nhở cho cô dâu chú rể biết là chúng đang theo dõi. Thông thấy nghẹt thở như người sắp lên cơn suyễn, kể từ ngày hôm nay, mọi bước anh đi đều sẽ có kẻ dòm ngó. Anh thấy sống như thế này không được, tội nghiệp anh và nhất là tội nghiệp Quyên. Anh đứng lặng trên thềm nhìn ra con đường trước mặt. Lũ trẻ gặp nhau xa xa, tíu tít kể chuyện, nhưng anh không nhận rõ mặt đứa nào. Chúng cứ đứng ở đó, dưới một gốc cây bông vải nhìn lại phía Thông, ra chiều tiếc rẻ vì cuộc vui chưa trọn vẹn. Thông thở mạnh quay vào nhà Quyên, anh buốt nhói hình dung ra từ nãy đến giờ, bọn trẻ ngoài hiên, trong đó dĩ nhiên có cả học trò của anh, đã nhìn thấy anh kéo quần Quyên xuống và đắp khăn ướt lên mông nàng. Anh không còn là hình ảnh thần tượng của chúng nữa, anh đã trở thành kẻ tội phạm, là con chiên ghẻ dối đạo, theo lời mô tả của bà quản vọng. Anh bước lại giường, lấy tấm chăn phủ lên người Quyên. Quyên ngơ ngác hỏi. Ơ, nước của em đâu? Hết rồi à? Bên anh hết thì anh pha hộ em một cốc khác. Nước trong vít còn nóng đó, em mới đun hồi chiều mà. Thông đáp. Bên anh còn, nhưng mà anh chưa có về lấy. Vừa nói, anh vừa nhìn quanh khắp nhà. Chiếc giường của Quyên kê sát bức vách ngăn đôi nhà nàng với nhà Thông. Như thế có nghĩa là mặt ấy anh không sợ bị ai dòm ngó. Phía đuôi giường cũng không lo, bởi bức tường đất rất dày, không có kẽ hở. Chỉ còn hai mặt kia, trẻ con có thể nhìn vào được qua các khe hở của cửa sổ, mặc dầu liếp cửa bằng nan tre đã buông xuống. Muốn cho chúng khỏi nhìn, chỉ có cách là lúc nào anh với Quyên cũng phải tắt đèn và tuyệt đối không nói chuyện. Thông lấy hai chiếc chiếu che kín hai cửa sổ, rồi vặn nhỏ ngọn đèn xuống. Quyên ngẩng lên ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh làm gì thế? Buồn ngủ rồi à? Thông nhìn Quyên chép miệng, buồn rầu đáp. Có đứa nó rình ngoài hiên, trẻ con mất dạy. Anh vừa ra chúng nó bỏ chạy tứ tung cả. Trái với dự đoán của Thông, Quyên rất bình thản. Trò này nàng biết từ lâu rồi. Quyên phì cười bảo Thông. Vậy là từ nãy đến giờ, chúng nó đã nom thấy anh... anh cởi quần em rồi. Ôi, chả sao. Thông khẽ nhếch mép cười theo, nhưng lại nghiêm mặt ngay và nói. Như thế này thì sống làm sao được. Anh không sang với em được, mà em cũng không sang bên anh được. Biết lúc nào chúng nó rình mà tránh. Quyên nhẹ nhẹ xoay người nằm nghiêng cho đỡ mỏi. Nàng nói. Tránh làm gì nữa, mà việc gì phải tránh. Một khi bà quản vọng mà biết á, thì cả cái trại đều biết. Nhất là cha lại mới đánh em, còn giấu được ai nữa. Em thấy chỉ có hai cách thôi. Một á, là anh với em bỏ trại, đi chỗ khác lập nghiệp. Hai á, là anh lên phân bày với cha, xin phép cha cho anh với em làm đám cưới. Còn mà anh cảm thấy hai cách này anh đều không thích á, thì em nói thật nhé, em bỏ đi Quách cho xong. Thông nhấc cái ghế ngồi bên cạnh giường. Anh đoán bọn trẻ bên ngoài đã mon men trở lại, cho nên tự dưng anh ngại leo lên nằm chung với Quyên. Anh nháy mắt, chỉ một ngón tay ra sau hè và hạ giọng nói thật nhỏ. Nói chuyện với cha thì chắc chắn là vô ích. Đời nào cha nghe, mà rủ nhau bỏ trốn thì lỗi phép đạo. Hai người cùng im lặng sau tiếng than của Thông. Câu chuyện lại xoay về chỗ bế tắc như bao nhiêu lần bàn tính. Quyên nhăn mặt suýt xoa kêu lên vì vết thương ở mông làm nàng nhức buốt. Thông nhíu mày nhìn nàng chia sẻ niềm đau. Nàng thò tay vào trong chăn, lôi cái khăn ướt ra trao cho Thông và nhắc lại câu hỏi cũ. Thế ngày mai anh có dọn lên nhà xứ ở với cha hay không? Thông đáp. Đã bắt anh ở riêng để xa em, và anh đã bằng lòng dọn lên nhà xứ để xa em. Tại sao hôm nay lại còn đánh em? Đã vậy thì anh không lên nữa, anh cứ ở đây. Quyên vô cùng sung sướng. Nỗi đau trên mông theo câu nói của Thông tự dưng tan biến hết. Cha có đánh thêm hàng chục roi nữa cũng được, miễn là sau đó cho Quyên lấy Thông là Quyên mãn nguyện rồi. Biết Thông đang giận cha, nhưng Quyên không đốc thêm. Nàng vẫn muốn hai người đi đúng lề luật của giáo hội, để về lâu về dài Thông khỏi bị mặc cảm với người chung quanh. Nàng dịu dàng bảo. Dạo đó anh kể với em là chính anh lên thuyết phục cha về vụ ông phán mê cái mai, và cha đã nghe lời anh đổi ông phán, không cho đi tu nữa. Sao bây giờ anh không lên nói chuyện của anh? Nói chuyện người ta thì được, chả nhẽ nói chuyện mình thì lại không được. Thông cãi.
Chuyện ông Phán anh nói với cha Hảo chứ không phải là cha Xuân. Quyên tròn mắt nhắc. Thế sao chuyện của chúng mình anh không nói với cha Hảo? Cha nào thì cũng là cha cả. Trước mặt Chúa thì linh mục nào cũng quyền ngang nhau, cũng chịu đủ 7 chức thánh như nhau mà. Chính sứ hay là phó sứ chỉ là chức vụ hành chánh mà thôi. Tại sao anh không lên thưa với cha Hảo? Thông bừng tỉnh ngồi thẳng lên và đưa bàn tay xoa lớp râu lởm chởm trên cằm. Tại sao anh không nghĩ ra điều ấy? Đúng rồi, chuyện thầy Phán, chính anh đã gặp cha Hảo. Cha là người cấp tiến, nhìn mọi vấn đề bằng cái nhìn bao dung và sẵn sàng đối thoại với giáo dân. Anh đứng dậy nói bâng quơ. Ừ, phải đấy, để anh gặp cha Hảo. Rồi sực nhớ ra là mình chưa lấy nước cho Quyên, anh gượng cười bảo. Để anh chạy về một tí rồi anh sang em ngay. Quyên cười theo. Em cũng quên đấy, nhờ anh lấy nước nói mà rồi nói mãi chả thấy khát gì cả. Thông đi từ từ ra cửa sổ rồi bất thần chạy vụt lại đầu hè. Quả nhiên một lũ trẻ ùa chạy, có đứa té oạch xuống vì vướng chân, có đứa ngã chúi vào bụi mía, rồi bên hàng xóm có tiếng chó sủa vang. Điều này thì vườn lang của Quyên ngày mai sẽ nát bấy, chưa kể bao nhiêu thân cây sắn chắc cũng đã gãy ngang vì đám trẻ nghịch ngợm. Không nhìn đồng hồ, nhưng Thông cũng đoán là đã gần nửa đêm, mà tại sao chúng chưa đi ngủ. Anh chán nản quay vào, lấy nước cho Quyên và nghĩ đến nỗi phiền toái những ngày sắp tới. Sáng hôm sau, Thông đi lễ sớm như thường lệ. Định tâm sau lễ sẽ ở lại xin gặp cha Hảo. Anh ngượng ngùng không dám lên quỳ ở hàng ghế cao phía bên trên, vì biết chắc ít lắm cũng một nửa số người trong nhà thờ đã biết chuyện của anh. Anh đứng nép vào sau cây cột lớn sát tòa giải tội, trong bóng tối mờ mờ của ánh nến, để không ai nhìn rõ mặt. Quang cảnh vẫn như mọi khi, tiếng cầu kinh vẫn đều đặn và tẻ nhạt mà anh đã quen tai từ thuở mới lớn. Nhưng lòng anh hôm nay hỗn độn lắm. Anh ngước nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, cầu khẩn ơn trên soi sáng cho anh thoát khỏi nỗi bế tắc hiện tại. Trước mặt Chúa, anh không thấy việc anh yêu Quyên là một trọng tội, mà trái lại, anh chỉ thấy giáo luật quá khắt khe đang đẩy anh và Quyên ra khỏi bầy chiên của Chúa. Trên bàn thờ, cha Xuân đang dâng thánh lễ. Thông nhìn sang bên cạnh, thấy cái ghế dành riêng cho cha Hảo vẫn bỏ trống từ lúc Thông bước vào. Thường thì cha Hảo làm lễ thứ hai hoặc lễ buổi chiều, nhưng bao giờ cha cũng ra quỳ ở đó khi cha Xuân dâng thánh lễ thứ nhất. Hôm nay, giữa lúc Thông cần phải gặp thì lại không thấy cha xuất hiện. Lễ chưa xong, Thông đã lẻn ra trước để tránh cặp mắt của nhiều người. Trời bắt đầu mờ sáng, sương tỏa dày đặc báo hiệu một ngày nắng gắt. Thông đi nhanh về phía nhà xứ, đứng núp sau khóm cây trước cửa buồng cha Hảo. Anh thất vọng nhìn ổ khóa to bản treo lủng bên ngoài và tự hỏi không biết hôm nay cha đi đâu. May quá, anh thấy Bõ Già từ nhà thờ đùng đỉnh bước về. Anh vội lao tới hỏi thăm. Bõ Già tay còn cầm cỗ tràng hạt, nhìn Thông tội nghiệp đáp. Thầy có việc gì mà tìm cha sớm thế? Ngài đi cấm phòng cả tuần lễ nữa mới về. Ngài về rồi thì lại đến lượt cha xứ đi, thay phiên nhau. Cấm phòng mãi dưới dòng Chúa Cứu Thế, tận Sài Gòn cơ. Thông gật đầu nói cảm ơn, rồi vội vàng quay bước, bởi anh thấy giáo dân từ trong nhà thờ bắt đầu túa ra. Anh rẽ vào con đường nhỏ,
xuyên qua vườn sắn, cắm đầu đi nhanh như có ai đuổi sau lưng. Quả đúng như lời Bõ Già đoán trước, chỉ hai ngày sau không thấy Thông có mặt trên nhà xứ, cha Xuân coi như Thông không còn là bổn đạo của cha nữa. Cha tước hết mọi ân huệ mà cha vốn dành cho Thông. Những công việc tôn giáo, tập hát, đọc thánh thư và thậm chí dạy trường tiểu học đều không còn nữa. Cha cũng không muốn thấy mặt anh ở trong nhà thờ để làm gương xấu cho bao nhiêu người khác. Cuộc đời hai mươi mấy năm của Thông, đây là lần đầu tiên anh dám bất tuân mệnh lệnh của một vị đại diện Thiên Chúa. Anh có cảm tưởng thấy một chút áy náy trong lòng, nhưng suy đi tính lại, anh thấy anh không thể bỏ quên được. Sáng chiều hai buổi nghe tiếng chuông nhà thờ rục rã, lòng anh bồi hồi lắm, có khi ứa nước mắt. Anh nhớ không khí giáo đường, nhớ những câu kinh tập thể sướng họa giữa đôi bên nam nữ, nhưng biết làm sao bây giờ. Ba tháng sau, một ngày mùa hạ, Thông uể oải ăn cho xong bữa cơm chiều nhạt nhẽo, rồi ra hè nằm lăn lên võng. Cuốn sách Anh Văn cầm trong tay hững hờ lật vài trang rồi lại quăng xuống đất. Cả tháng nay anh vật vờ sống những ngày sống trống trải nhất cuộc đời, đi ra đi vào như người mất hồn trên đảo vắng. Ăn ngủ thất thường làm anh gầy sọm hẳn đi, nước da xanh xám như người sốt rét. Quyên đã bỏ đi, có lẽ đi luôn không quay về trại nữa. Thông bần thần chờ tin tức từng ngày, nhưng có lẽ nàng đã dứt hẳn, cố tình không liên lạc với Thông. Cuộc tình bế tắc vì những ràng buộc của tôn giáo, những khắt khe của xóm đạo khiến nàng chịu đựng không nổi, phải gạt nước mắt giã từ. Trước hôm chia tay, nàng vẫn sang nằm với Thông. Nằm xuông thôi chứ không làm gì cả, nói chuyện một cách rất điềm tĩnh, khiến Thông không thể tin là nàng sẽ đi thật. Nàng bảo: sáng mai em xuống Hóc Môn thăm cái Thanh. Dì em bảo là dạo này nó buôn bán phát tài lắm, dưới ấy chợ búa đông đúc. Em xem hễ có cái gì làm ăn được thì chắc em ở lại luôn với nó đó. Thông cứ tưởng câu nói ấy chỉ là lời thăm dò của Quyên để dục anh giải quyết chuyện tình của hai người, hoặc gián tiếp gợi ý để rủ Thông cùng đi, cho nên anh đáp cho có chuyện. Hóc Môn thì chợ búa sầm uất thật, nhưng toàn là người nam. Một mình em lọt vào đấy, đứa nào nó để cho em buôn bán? Quyên cãi: anh cứ nói thế chứ người nam họ có ghét gì mình đâu. Em đã đi gặt lúa, đã làm trong xưởng chế dầu lạc, toàn là chủ nhân người nam hết á, có sao đâu. Với lại người nam nói cho cùng thì cũng gốc từ miền Bắc ra chứ đâu.
Sau câu nói ấy, cả hai lại cùng yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Thông thì trước sau vẫn không tin là Quyên sẽ đi. Thanh niên xông xáo như Thông còn chả dám cất bước mạo hiểm giữa mảnh đất xa lạ này, huống chi là Quyên. Trong khi đó thì Quyên lại rất ngạc nhiên là Thông không hề tỏ ý níu kéo nàng ở lại hoặc muốn ra đi chung với mình. Khá lâu Quyên mới nhắc lại. Em đi thì chắc chả có ai tiếc. Mà em ở lại đây chỉ làm cho cha Xuân với bà quản vọng ngứa mắt mà thôi. Thông vẫn không nói gì. Từ hôm lên gặp cha Hảo rồi thất vọng cầm lá đơn của Quyên về, mấy lần anh đã định liều lĩnh lên thư chuyện với cha Xuân, nhưng rồi anh lại bỏ cuộc. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn, hai người bị đẩy hẳn ra ngoài mọi sinh hoạt của giáo xứ. Lại thêm bà dì của Quyên vâng lời cha, lúc nào cũng theo dõi nhắc nhở Quyên, khiến nàng thấy chẳng còn lý do gì để ở lại khung cảnh tù hãm này. Thông thì tuy cũng cùng một hoàn cảnh như Quyên, nhưng lạ một điều là anh chẳng bao giờ có ý định rời trại. Với anh, cái lối sống vây quanh giáo đường mà anh gắn bó từ mấy năm nay có cái gì linh thiêng lắm, anh rất không được. Quyên bảo, chẳng phải bây giờ em mới muốn đi đâu. Anh biết mà, từ lâu em vẫn thấy ở đây nó khó sống quá. Cho nên có người có tí vốn là họ bỏ xuống Sài Gòn, có người thích đi làm ruộng thì đi cái sắn. Ở đây có cái gì mà làm ăn được đâu, toàn là gà què ăn quẩn cối xay thôi. Trước kia anh có nghề dạy học, bây giờ muốn dạy cha cũng chả cho dạy. Ở lại đây anh sống bằng cái gì? Hay là đi với em luôn thể? Thông không trả lời, nhưng trong thâm sâu anh thấy đề nghị của Quyên không thể chấp nhận được. Cha không cho lấy nhau, tự động rủ nhau bỏ trốn thì rõ ràng là kẻ dối đạo, vượt quyền giáo hội. Anh ầm ừ một chút rồi nói, chuyện ấy mình đã bàn với nhau nhiều lần rồi, nhắc lại làm gì nữa em? Lén lút sống với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa? Quyên nén tiếng thở dài. Thôi, từ nay nàng phải tự lo cho mình, không trông mong gì ở Thông nữa. Nàng lặng lẽ bán sập vải, rồi một buổi sáng ra quốc lộ 1, đón xe đỏ đi Hóc Môn, chỉ mang theo có một cái vali nhỏ. Sự vắng mặt của Quyên từng ngày cứ gây thêm kinh ngạc và đau buồn cho Thông. Anh không ngờ Quyên đi thật. Sáng trưa chiều tối, anh thơ thẩn ra vào, đưa mắt nhìn sang nửa căn nhà bên cạnh, nơi Quyên đã sống suốt 3 năm sát vách với anh, và nhất là nơi anh từng ôm ấp Quyên mấy tháng gần đây. Bây giờ bỗng trở thành căn nhà hoang, vắng lặng đến rợn người. Đôi khi nhớ quá, Thông tháo cái cửa bí mật ở giữa nhà, chui qua bên kia, đứng lặng nhìn cái giường mà anh và Quyên đã nếm trải nhiều đêm chăn gối, bây giờ trơ vơ chờ bụi bám. Thông đứng dậy bước ra vườn, len giữa những luống dưa chuột, cuối mùa còn sót lại vài quả chín vàng mà anh lười biếng không thèm hái. Bỗng nghe có tiếng gọi từ trước sân. Thầy Thông ơi, thầy Thông có nhà không? Thông nhíu mày nghe giọng nói quen quen. Anh đi nhanh ra khỏi vườn dưa, vòng về phía trước. Ông Bõ Lực đang đứng trên hè, ngay trước cửa chính, đón Thông bằng nụ cười thân tình thường lệ. Ông hỏi, thầy ăn cơm chưa? Hỏi xong, ông nghiêm ngay nét mặt và bình phẩm. Chết, dạo này hình như thầy không được khỏe, phải không? Tôi xem áng chừng thầy gầy đi nhiều. Thông gượng cười. Cảm ơn Bõ hỏi thăm. Ốm đau thì không, nhưng chỉ có cái là hơi khó ngủ. Mời Bõ vào trong nhà chơi xơi nước. Bõ ghé thăm hay có việc gì không? Bõ già nhìn sang bên cạnh nhà Quyên, chớp mắt tỏ vẻ bồi ngồi rồi đáp. Thưa, cũng có tí việc. Thông lấy phích nước nóng pha trà, nhưng trong phích chẳng còn một giọt nào. Vì Thông bây giờ lười lắm, khát thì ra sân, lấy cái gáo múc nước mưa trong lu sành, tu ừng ực như thợ cày. Bõ già xua tay ngăn lại, thầy để mặc tôi vừa uống nước trên nhà xứ. Hai người ngồi đối diện nhau, Thông
thấy niềm vui ấm áp dâng lên nhẹ nhẹ trong lòng. Quanh anh, giữa cơn sóng gió nặng nề hiện tại, dường như cả thế gian này đều đã ruồng rẫy anh, quên hẳn sự có mặt cùng với những đóng góp lớn lao của anh cho trại định cư này. Anh vói tay lên kệ sách, bưng cái điếu bát đặt xuống bàn và nói, bỏ bó sơi điếu thuốc đi, lâu rồi tôi chả có hút nữa, thành ra cái điếu người ta tặng cứ để mốc lên. Bó già moi túi lấy ra hộp thuốc lào, cái hộp thiếc tròn vốn là một loại pasty của Tây mà bó dùng từ ngày đến trại này. Vừa vo viên thuốc lào trong hai ngón tay, bó vừa đảo mắt nhìn quanh và cảm thấy nỗi cô quạnh của Thông. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, bó từng trải nên rất thương cảm hoàn cảnh của Thông. Đêm ngày nhung nhớ người tình đã ra đi, bó ngậm ngùi nói, ít lâu nay nhà thờ vắng thầy cũng mất vui, thiên hạ xem chừng mong thầy trở lại lắm. Riêng tôi thì chả nói làm gì, thầy biết tôi lúc nào cũng quý mến thầy. Thông cười buồn, cảm ơn bó, tôi biết lòng bó. Nhưng mà bó vừa bảo là bó ghé thăm tôi có tí việc. Việc gì đấy hả bó? Bó già châm lửa, vít cái cần xe điếu cong như cầu vồng bịt nhôm ở đầu vòi, rít một hơi thật dài, rồi vừa nhả khói vừa chậm rãi đáp. Ghé thăm thầy với lại nhân tiện cũng để mời thầy lên nhà xứ, cha cho đòi thầy đấy. Thông thở phào như vừa chút được một gánh nặng từ lâu dồn ép trong lòng ngực. Anh thấy mình như một vị quan bị thất sủng, triều đình bỏ rơi đã lâu ngày, bỗng bây giờ được chiếu của vua triệu hồi. Anh hồi hộp hỏi, cha nào, cha chính sứ hay là... Bó già gật đầu, vâng, cha Xuân. Thông càng thấy lòng rộn rã hơn. Mấy tháng nay Thông biết cha giận Thông vì cái tội dám trái lệnh không dọn lên ở trên nhà xứ. Cha đã giận thì không bao giờ thèm nhìn mặt. Hôm nay chắc hẳn cha đã xét lại hoặc đã xin với tòa giám mục để bề trên cho phép Thông và Quyên làm đám cưới, cho nên cha mới gọi anh lên. Lá đơn của Quyên tuy anh không nộp, nhưng anh nhớ rõ là cha Hảo có lần hứa với anh là sẽ đích thân viết tờ trình lên tòa thánh La Mã, vận động nhiều linh mục cùng ký tên để xin cứu xét giải quyết chung những hoàn cảnh tương tự như Quyên. Có lẽ giờ đây đã có kết quả. Anh nghĩ ngay đến Quyên, giờ này không biết ở đâu, để anh báo tin vui. Anh tò mò hỏi bó già, bó có biết cha gọi tôi lên có việc gì không bó? Bó già không trả lời câu hỏi của Thông mà hỏi ngược lại, nghe đồn cô Quyên bỏ đi lâu rồi phải không thầy? Thông gật đầu, vâng, cả tháng rồi bó ạ, chả có tin tức gì cả, đi mà không nói với tôi một lời nào, cũng chả thư từ gì sớt. Chắc cha cho gọi tôi lên về việc này đấy. Bó già nhìn Thông chia sẻ, bó biết Thông vẫn còn yêu cô hàng xóm lắm, chưa thể ngày một, ngày hai mà quên được. Bó bảo, tôi cũng đoán thế, chắc là cha đã xét lại. Thông vui vẻ nói, vâng, thế thì bỏ có phải về trước thì cứ về đi nhé. Tôi đi tắm một cái rồi thay quần áo lên hầu cha. Bỏ già đứng dậy, vâng, để tôi đi trước vậy. Tối nay có buổi họp của các bà trong hội con Đức Mẹ, chuẩn bị cho tháng mân côi. Vừa nói bỏ vừa bước ra cửa rồi đi nhanh xuống sân. Thông nói cảm ơn một lần nữa rồi vội vã quay vào lấy quần áo ra giếng nước. Lòng lâng lâng nhẹ nhõm, Thông đưa tay xoa cằm, chạm vào những sợi râu lởm chởm mà cả tuần nay anh chán đời không thèm cạo. Vừa thòng dây múc nước, anh vừa trông sang nhà Quyên và nao nao nhớ lại đêm cuối cùng nằm cạnh nhau. Quyên không liên lạc với anh từ ngày bỏ đi, nhưng nếu cần, anh vẫn có thể tìm được manh mối vì chắc chắn bà dì phải biết chỗ của nàng. Nửa giờ sau Thông lên tới nhà xứ. Anh đứng dưới gốc cây bông vải đưa mắt nhìn quanh khuôn viên giáo đường buổi chiều đang tắt nắng. Đã mấy tháng nay anh không đặt chân đến đây mà đi nhà thờ Nam. Hôm nay nhìn lại anh thấy quang cảnh có cái gì khác lạ lắm. Ngôi giáo đường, khu trường học, sân tập họp, tất cả đều khắc ghi những kỷ niệm của anh, đều gắn chặt như một phần đời không tách rời được của anh. Cho nên trong thâm sâu anh vẫn mong giáo hội cho phép anh công khai cưới Quyên, để anh được đón nhận trở lại với những sinh hoạt cũ của trại. Giấc mộng ấy có lẽ sắp thành sự thật. Anh ngước nhìn lên cây thánh giá gỗ cao chót vót trên nóc nhà thờ
và thầm cám ơn Chúa đã nhận lời anh cầu khẩn. Từ trong cửa hông nhà thờ, bà quản vọng cầm cái quạt và cuốn sách kinh bước ra, thông vội quay mặt tránh né bởi đã mấy tháng nay hai người không còn thiện cảm với nhau. Nhưng chính bà lại lên tiếng xã giao trước. Chào thầy, hôm nay thầy đi nhà thờ sớm vậy, lâu quá chả gặp thầy. Thông đành miễn cưỡng, gật đầu đáp lễ, lòng hoang mang tự hỏi tại sao bà quản vọng tự dưng lại có thái độ thân thiện với mình như xưa. Thông nhớ lại lần cuối cùng gặp bà khi bà đến gọi Quyên, bà đã thốt ra những lời rất khiếm nhã đối với Thông. Hôm nay bà tử tế trở lại thì chắc hẳn phải do chỉ thị của cha xứ, và điều này càng làm Thông lạc quan hơn. Anh nói, thưa tôi lên gặp cha, cha vừa cho bõ già xuống gọi. Bà quản vui vẻ gật đầu. Vâng vâng, cha đang đợi thầy đấy, thầy vào vậy. Bà chào Thông rồi quay gót. Thông nhìn theo một chút rồi băng ngang mảnh sân nhỏ, bước lên thềm dãy nhà xứ. Anh hồi hộp đi từng bước nhẹ lại trước cửa phòng cha xứ. Qua tấm mảnh trúc, anh thấy cha đang ngồi ở trước bàn lớn. Vừa là bàn ăn, vừa là chỗ tiếp khách và cũng là nơi cha thường ngồi làm sổ sách giấy tờ. Cha lật cuốn sổ bìa đen khổ lớn, dùng ngón tay đưa qua đưa lại trên trang giấy. Nhìn thoáng, Thông cũng biết đó là cuốn sổ ghi những ngày giáo dân xin cha dâng lễ cầu hồn cho thân nhân của họ. Nhiều lần chính Thông đã mở cuốn sổ này để biết trước mà trang trí bàn thờ cho phù hợp với ý nguyện của người xin lễ. Thông đưa tay gõ cửa và ho nhẹ một tiếng. Cha Xuân ngẩng lên gấp sổ, đứng dậy bước ra đón Thông bằng một nụ cười nhẹ và giọng nói êm đềm hơn thường nhật. Thầy Thông đấy à? Thầy vào đây. Thông vén mảnh và khẽ cúi đầu. Thưa cha gọi con ạ. Cha Xuân chỉ cái ghế cho Thông ngồi đối diện rồi vui vẻ nhập đề ngay. Phải, tôi cần gặp thầy có tí việc. Nhưng trước hết tôi hỏi thầy là mấy tháng nay, thầy có xưng tội rước lễ sớm tối đọc kinh lần hạt như mọi khi hay không? Hay là thầy bỏ đạo rồi? Nếu thầy bỏ đạo rồi thì thôi, tôi không cần đến thầy nữa. Tôi cam tội với Chúa là để mất một con chiên lạc. Còn nếu thầy vẫn là người công giáo, là bổn đạo trong xứ, thì tôi mới nói chuyện với thầy. Dứt lời, cha nhìn Thông chờ đợi. Câu nói của cha làm Thông bồi hồi cảm xúc, vì ít khi nào cha nói với Thông bằng những ngôn từ mềm mỏng như vậy, kể từ khi cha biết Thông gian díu với Quyên. Thông chớp mắt đáp. Trình cha, con ở với cha đã bao nhiêu năm, cha biết lòng con. Dù trong hoàn cảnh nào thì con vẫn là một Kitô hữu, với đức tin không có gì lay chuyển được. Mấy tháng nay, con biết cha giận, cho nên con đi lễ nhà thờ Nam. Việc này cha Hảo cũng đã có hỏi con, và con đã thưa với cha như vậy. Cha Xuân giơ tay ngắt lời. Thôi được rồi, thầy nói như thế thì tôi cũng mừng. Hôm nay tôi gọi thầy lên là vì chuyện của thầy. Thông hồi hộp nín thở nhìn cha chờ đợi. Cha đan hai bàn tay vào nhau rồi nghiêm trọng nói. Bà quản vọng có cho tôi biết là cô Quyên đã bỏ đi cả tháng nay, không liên lạc với thầy, mà thầy cũng đã cắt đứt hẳn với cô ấy. Cảm ơn Chúa quan phòng đã cứu vớt thầy ra khỏi chốn u mê. Như vậy là Chúa đã nhận lời cầu xin của thầy, của tôi và của giáo dân trong xứ. Tôi sẽ dâng lễ tạ ơn Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho thầy. Thông ngơ ngác thất vọng, tai anh dường như ù hẳn đi. Anh cứ tưởng hôm nay cha Xuân gọi anh lên để thông báo bản tin giáo hội đã cho phép anh chính thức làm đám cưới với Quyên. Hóa ra, sự thật trái ngược hẳn. Cha kêu anh lên chỉ vì cha vui mừng thấy anh đã dứt tình với Quyên. Anh ngồi thừa người, đầu hơi cúi, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, man mác buồn nghĩ đến Quyên giờ này không biết ra sao. Bên tai anh, giọng cha Xuân vẫn đều đặn vang lên. Ông Phán bỏ đi, rồi lại đến lượt thầy. Nhà xứ thiếu vắng người chăm nom, hội hát cũng đâm ra biến trễ. Chả nói thầy cũng biết, các em học sinh, các bậc phụ huynh, ai cũng đêm ngày cầu nguyện cho thầy vượt qua cơn thử thách. Bây giờ thì gió đã yên, sóng đã lặng. Tôi cho thầy trở lại, tiếp tục công việc cũ.
Đầu niên khóa khai giảng thì thầy lại dạy lớp nhất như thường lệ. Thông nén tiếng thở dài nhìn ra mảnh vườn phía sau. Mấy tháng vừa qua, có lúc nằm nghĩ một mình, anh đã từng đem lòng oán trách cha xứ và thậm chí có khi thoáng nảy ra ý nghĩ ngờ vực cả những tín điều của tôn giáo. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt cha xứ, anh lại trở về với con người cũ của mình. Con người Kitô hữu được uốn nắn từ nhỏ, mới có trí khôn chỉ biết vâng phục các đấng các bậc trong giáo hội vì họ là đại diện của Thiên Chúa. Anh không dám cãi lời cha xứ, bởi đó là một tội nặng. Có bất bình lắm, anh cũng chỉ dám ngồi yên, tỏ thái độ tiêu cực mà thôi. Cha Xuân nhìn anh hỏi lại, thầy có muốn dạy học nữa không? Học trò của thầy quý thầy lắm, phụ huynh cũng thế, ai cũng mong thầy trở lại trường. Mà năm nay lớp nhất chắc là đông hơn năm ngoái, là vì niên khóa vừa rồi có đến hai lớp nhì. Lên lớp nhất thì dồn chung lại một lớp thôi, thầy sẽ vất vả lắm đấy. Cha mẹ các em tin tưởng ở thầy là bởi vì năm nào tỷ lệ học sinh đỗ bằng tiểu học cũng đông. Năm ngoái đỗ đến 75%. Thầy đừng để phụ lòng tin của phụ huynh học sinh. Thông cảm động run run đáp, con xin vâng lời cha. Cha Xuân gật đầu đứng dậy bỏ vào buồng riêng một phút rồi trở ra với cái hộp bánh biscuit hình chữ nhật bằng thiếc còn bọc nguyên lớp giấy dán màu đỏ. Thông tưởng cha mời ăn bánh và điều này làm anh hết sức ngạc nhiên bởi cha chưa từng mời ai bao giờ, ngoại trừ ngày Tết người ta đến mừng tuổi. Cha bảo, biết là thầy chả cần tiền, nhưng mấy tháng hè vừa rồi nghỉ dạy học, chắc thầy cũng túng, tôi đưa trước cho thầy một ít để thầy tiêu tạm. Thông lại thêm một lần nữa ngạc nhiên về sự ân cần của cha Xuân. Thông ngạc nhiên và cảm động bởi điều đó chứng tỏ cha rất quan tâm về anh. Tuy làm việc chung với cha đã mấy năm, nhưng giữa cha và Thông vẫn có cái khoảng cách rất diệu vời, không cách nào thu ngắn lại được. Cha có cái tâm thật tốt, sống đúng cương vị một người chủ chiên, nhưng bề ngoài cha nghiêm khắc quá, gần như lạnh lùng đối với mọi giáo dân, kể cả Thông. Cho nên cái thái độ ưu ái hôm nay, ứng tiền cho Thông vay trước, phải coi là một món quà bất ngờ nhất mà Thông nhận được từ ngày về đây. Anh nhíu mày tự hỏi, không lẽ chỉ vì Quyên bỏ đi mà cha mừng đến thế? Anh quay đi che giấu nụ cười và tự dưng liên tưởng đến cha Hảo. Cha Xuân càng khó khăn thì người ta càng tìm đến với cha Hảo. Nhưng người ta càng tìm đến với cha Hảo thì cha Hảo càng né tránh bớt để khỏi bị cha Xuân hiểu lầm. Thành ra giáo hữu càng lui tới đông thì cha Hảo càng khổ tâm vì khó xử. Dường như trại này chỉ mới có mình Thông là người nhìn rõ nhất cái vị thế tế nhị đó của linh mục phó sứ. Thông chấp hai bàn tay vào nhau và lễ phép nói, con xin đổi ơn cha, nhưng con chưa cần ạ. Con có tiêu gì đâu cha, khi nào cần thì con sẽ xin cha. Cha Xuân mới mở nắp hộp, nghe Thông từ chối lại đóng ngay lại và nói, ừ, hễ cần thì bảo cha một tiếng. Rồi cha nhìn ra cửa, đăm chiêu một chút và nói, đầu niên khóa thầy xem những trẻ em nào thuộc gia đình nghèo thì thầy lập danh sách để miễn học phí cho chúng nó, miễn hẳn hoặc giảm một nửa là tùy từng hoàn cảnh. Thầy nhớ cứu xét kỹ hộ tôi. Với lại kỳ thi kinh bổn lớp đồng ấu vừa rồi, những em nào được giải nhất thì thầy cũng lập danh sách để nhà sư cấp học bổng cho chúng nó. Thông nghiêm nghị đáp, thưa cha con nhớ ạ. Rồi cha kết luận, thôi thế thầy về chuẩn bị đi. Chủ nhật này tôi sẽ thông chi cho mọi người biết là tôi mời thầy trở lại giúp việc nhà xứ và trường học như cũ. Thông đứng dậy cúi đầu chào, con xin phép cha con về ạ. Rồi anh bước lui dần ra cửa. Cha Xuân đứng nhìn theo Thông bằng ánh mắt trìu mến của một người cha đón nhận đứa con hoang trở về, giống như dụ ngôn của Chúa trong Kinh Thánh. Thank you.
Thông đứng trên thềm thở mạnh rồi đi men theo vỉa hè dãy nhà sứ hình chữ U. Anh bồi hồi dừng lại trước căn phòng cũ của thầy Phán, nơi anh đã bắt gặp lần đầu tiên hình ảnh tội lỗi diễn ra giữa thầy và cô học trò của anh là Mai. Nhìn cánh cửa khóa kín, tự dưng anh nao nao nhớ lại kỷ niệm cũ và lòng day dứt nghĩ đến cô học trò xinh đẹp mới hôm nào bị các bà lột quần áo trừng phạt. Còn đang bâng khuâng thả hồn về quá khứ thì bỗng nghe tiếng gọi sau lưng. Thầy Thông đấy à? Thông giật mình nhận ra cha Hảo vừa từ phòng họp bước ra, tiến lại phía anh, nụ cười hiền hòa như thường lệ. Anh vội cúi đầu chào. Thưa cha. Cha Hảo dịu dàng bảo anh. Thầy đã gặp cha xứ chưa? Hôm qua ngài có nói chuyện với tôi về thầy và về cô Quyên. Đội ơn Chúa quan phòng đã dắt thầy qua cơn sóng gió. Cô Quyên đã bỏ đi rồi. Âu cũng là do sự an bài của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa đã phán, sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa định. Thầy nên tạ ơn Chúa. Cha xứ có bàn với tôi và ngài đồng ý để mời thầy trở lại sinh hoạt như xưa. Thầy nên quên hết chuyện cũ để bắt tay vào việc. Tôi kỳ vọng ở thầy rất nhiều. Thông cúi đầu đáp, con xin cảm ơn cha. Cha Hảo gật đầu nói nhanh, tôi phải ra nhà thờ bây giờ, thư thả rồi sẽ nói chuyện thêm với thầy. Dứt lời, cha quay bước xuống thềm, vội vã đi nhanh ra đầu nhà thờ, nơi các em thiếu nhi trong hội nghĩa binh mới thành lập, đang xếp hàng đợi cha. Thông quay nhìn căn phòng cũ của thầy Phán một lần nữa rồi bước xuống sân rảo bước ra về. Lòng anh tràn ngập những cảm xúc hỗn độn, vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ nay chắc chắn anh không còn gặp lại Quyên nữa, vết thương lòng không chắc gì, ngày một, ngày hai mà dứt hẳn được. Nhưng anh có nỗi vui trước mắt là cả hai vị linh mục, chánh sứ và phó sứ đều tỏ ra cần đến anh. Tâm trạng anh giống như một vị quan bị triều đình hiểu lầm một thời gian, bây giờ được phục chức và trọng đãi hơn ngày trước. Chính cái ý nghĩ hãnh diện ấy đã xoa dịu tự ái của anh rất nhiều và là sợi dây ràng buộc anh từ nay sẽ gắn bó chặt chẽ hơn với giáo xứ mà chính anh không biết. Anh cúi đầu bước nhanh, nghĩ đến niên học sắp khai giảng, gặp lại bao nhiêu khuôn mặt học trò mà anh quý mến. Vừa bước ra khỏi khuôn viên nhà sứ, đang rẽ sang con đường nhỏ thì Thông gặp người quen. Đó là vợ chồng ông bà Thứ, có hai đứa con trai đều là học trò của Thông. Ông Thứ mặc sơ mi trắng bỏ trong quần, một điều rất lạ mắt bởi xưa nay ông nổi tiếng là người say mê làm vườn, suốt ngày chỉ áo nâu quần cụt, chân tay bê bết bùn đất. Bà Thứ cũng mặc áo dài xanh, quần đen, nét mặt hớn hở đi bên chồng, y như vừa dự tiệc cưới về. Bà nhanh miệng bảo Thông. Thế mà ai cũng bảo là thầy đi mất rồi, hóa ra thầy vẫn còn ở đây đấy à? Thông chưa kịp chào, chưa kịp trả lời câu hỏi của bà Thứ, thì ông chồng lại thêm. Vâng, quả như vậy đấy ạ. Dễ đến cả mấy tháng này, chủ nhật nào đi lễ chúng tôi cũng có ý tìm thầy mà chả thấy. Thành ra chúng tôi lại càng tin rằng thầy đã bỏ xứ. Tôi cứ tiếc mãi bảo với nhà tôi là bao nhiêu học trò của thầy ở đây. Thế mà thầy chả cho biết để mà tiễn chân. Điều này thì ông nói rất thật lòng. Sự gắn bó của xóm đạo thường vẫn nặng tình như vậy. Một linh mục bị đổi đi. Ông già bà cả và con nít kéo nhau ra đầy sân nhà thờ, biện diện. Nếu lấy đầu xe, thi nhau khóc như mưa. Thầy giáo như Thông, tuy không được luyến tiếc như một linh mục, nhưng nếu anh đường hoàng từ giã học trò và phụ huynh, cũng không để cho anh phải lủi thủi ra đi trong cô quạnh. Thông cảm động nói, cảm ơn ông bà, tôi vẫn ở đây đấy chứ đi đâu. Ông bà mạnh khỏe không? Hai cậu học trò ngoan của tôi bây giờ ra thế nào rồi? Ông bà đi nhà thờ ạ. Ông Thứ nói, cảm ơn thầy hỏi thăm. Các cháu thì vẫn khỏe cả, chỉ có cái tật nghịch ngợm thì vẫn chưa chừa. Thằng Hóa hôm nọ đi câu cá suýt chết đuối đấy thầy ạ. Thông hỏi ông bà Thứ,
Hai cháu Hưng và Hóa đỗ bằng tiểu học cả rồi. Chúng nó tuy nghịch, nhưng mà được cái thông minh. Ông bà có định cho các cháu học lên hay không? Học lên tức là phải xuống Hóc Môn hoặc lên Củ Chi. Bởi vùng này chưa có trường trung học. Bà Thứ nghiêm mặt đáp. Thưa, chả giấu gì thầy. Hôm nay chúng tôi lên để chào cha chúng tôi đi. Thông sửng sốt hỏi lại. Ông bà đi đâu? Bà Thứ vừa làm ra vẻ bùi ngùi, nhưng vừa không giấu nổi sự hãnh diện. Bà xoa tay đáp. Thì gia đình tôi dọn hẳn xuống Sài Gòn thầy ạ. Chả là vì tôi có người em làm y tá nhà thương Gò Vấp. Cậu của các cháu cứ rủ rê mãi, bảo là xuống dưới ấy cho nó có chị có em. Thành ra nể quá, tôi mới đưa các cháu xuống dưới ấy. Nhà cửa thì khỏi lo, cậu cháu nó có sẵn cả rồi. Ở Hạnh Thông Tây Gò Vấp ạ, chúng tôi chỉ việc đi tay không thôi. Thông thở dài cúi xuống. Cứ mỗi lần có một người bỏ chạy ra đi là người ở lại đều cảm thấy buồn bã và tủi thân. Ai cũng mơ ánh đèn thành thị mà không có điều kiện. Thông chớp mắt hỏi. Vâng, ông bà dọn xuống Sài Gòn thì các cháu mới có tương lai. Thế bao giờ ông bà đi ạ? Ông Thứ đáp. Bây giờ chúng tôi lên chào cha, độ hai hôm nữa thì chúng tôi đi. Cứ tưởng là thầy không còn ở đây, chứ giá biết mà thầy còn ở đây thì nhẽ ra chúng tôi phải đưa hai cháu đến chào thầy cơ đấy. Thôi thì nhân tiện gặp thầy, vợ chồng chúng tôi xin chúc thầy ở lại mạnh khỏe. Mai kia thầy có dịp xuống Sài Gòn thì xin mời thầy lại chơi. Thông cười buồn. Vâng, tôi cũng xin chúc ông bà và cả nhà thượng lộ bình an làm ăn phát tài. Hễ có dịp tôi sẽ ghé thăm ông bà. Ông bà ra đi đừng quên quay lại thăm trại nhé. Bà Thứ rướm rướm nước mắt làm như luyến tiếc lắm. Bà bảo. Quên làm sao được hả thầy? Thế nào rồi chúng tôi cũng quay lại. Chỉ sợ khi chúng tôi về thăm á, thầy lại đi mất rồi. Thông cười. Tôi sẽ ở lại đây đến già mà. Hai người chào Thông rồi quay đi. Nhưng mới được vài bước, bà Thứ sực nhớ ra một việc quan trọng, vội quay lại gọi Thông và bảo. Ấy, thầy Thông. Thầy, vâng, thưa thầy, thầy cũng như người trong nhà, cho nên tôi mới dám nói. Được thì thầy nghe, không được thầy bỏ nhá. Nhà chúng tôi bên khu A, thầy biết rồi. Vườn tược trước sau, đâu vào đấy, rồng đổ loại các loại cây rau và cây ăn trái, đồ đạc trong nhà. Tuy chả có gì đáng giá, nhưng cũng đầy đủ giường tủ các thứ. Chuyến này vợ chồng tôi đi tay không, chỉ đem theo có vài thứ lặt vặt và quần áo thôi. Còn bao nhiêu để lại tất. Nếu mà thầy không chê, vợ chồng chúng tôi xin biếu thầy. Thầy dọn vào mà ở, vừa là quý thầy, với lại là cũng để mai kia chúng tôi có về thăm thì cũng còn nhìn được lại căn nhà cũ. Thầy thấy thế nào ạ? Thông cảm động đáp. Ông bà có lòng như thế thì thật quý hóa quá. Nhưng mà ông Thứ sợ Thông hiểu lầm, vội giơ tay ngắt lời. Xin thầy an tâm, chúng tôi sẽ bảo với mọi người là thầy mua lại, để thầy khỏi áy náy với những gia đình chung quanh. Chả nói thầy cũng biết đấy, hàng xóm ai cũng sang chào rồi ngỏ ý xin căn nhà của tôi. Tôi chả biết tính thế nào, nên tạm thời định nhờ bà Hoàn bên cạnh nom hộ, rồi từ từ sẽ giải quyết sau. Nhưng mà hôm nay gặp thầy thì chúng tôi xin biếu thầy. Tất cả từ trong ra ngoài, thầy dọn về đấy mà ở. Mát mẻ lắm. Vì nhà tôi thì thầy biết, trông ra mé sông, chỉ cách con sông có độ vài trăm mét.